Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Hoàng Yến. Vì sao Việt Nam phải đổi hộ chiếu mới và trong hộ chiếu không để nơi sinh? Dĩ nhiên, một người mang quốc tịch Việt Nam thì sinh ở Việt Nam. Nhưng sinh ở nơi nào? Bắc, Nam, Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng hay Cần Thơ? Chẳng lẽ tất cả đều đẻ rớt nên không có quê hay sao? Trên thẻ căn cước và hộ chiếu của mình ở Đức á, cũng ghi rõ ràng mình sinh ở đâu. Thế mà Việt Nam lại bỏ đi cái chỗ quan trọng nhất. Vì sao vậy? Dễ hiểu thôi. Vì người ngoài Bắc bị cai trị gần 70 năm dưới chế độ Cộng sản nên bị tẩy não, văn hóa không còn như trước năm 54. Trước năm 54, người dân ngoài Bắc là những người chịu thương chịu khó, nghiêm khắc và dạy con cháu trong gia đình rất là gia giáo. Khi Cộng sản vào cải cách ruộng đất, giết chết nhiều người nên nhiều người đã bỏ xứ bỏ quê cha đất tổ để mà chạy vào trong Nam lánh nạn. Miền Nam thời đó rất là dân chủ, Tổng thống Ngô Đình Diệm và người dân ở trong Nam đã mở rộng vòng tay đón chào đồng bào mình ngoài miền Bắc vô. Đất lành chim đậu, người ngoài Bắc vào được cấp đất, cấp nhà và người cày có ruộng chỉ một thời gian sau họ đã phất lên, gia đình bên nội của mình cũng vậy. Đa số vì ghét cộng sản và vì ăn cơm quốc gia miền Nam nên nhiều người miền Bắc di cư đi lính và làm việc phục vụ cho chế độ miền Nam, và rất nhiều người viết nhạc cho miền Nam xuất xứ từ ngoài Bắc. Rồi nội chiến, cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam, đất nước trong thời loạn, những người cha hay những người anh trai còn rất trẻ, tuổi đời mới 18-20 cũng ra chiến trường để bảo vệ miền Nam. Nhiều người đi mà không trở về, hoặc có người vừa ra chiến trường vài tháng đã bị đạn bắn vào đầu phải thành thương phế binh cả đời. Họ, những người lính được đào tạo kỹ càng với cái câu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu. Họ được dạy phải biết yêu tổ quốc, đặt danh dự và trách nhiệm của con dân miền Nam lên hàng đầu. Ngược lại, ngoài Bắc thời đó, cộng sản cai trị, bắt dân phải đấu tố nhau, con cái phải chửi cha mắng mẹ, phải đấu tố cha mẹ trước làng xóm. Và thế là từ đó văn hóa miền Bắc bị tiêu diệt, người dân sống trong đói nghèo và khổ sở. Ngày nào cũng bị tẩy não và từ đó sinh ra những cái đứa trẻ chỉ còn biết cuồng đảng, chỉ làm cháu ngoan bác Hồ mà không cần biết đúng sai, không cần biết tình hình đất nước mà chỉ cần ai đụng tới đảng là hùa nhau, bầy đàn, xúm lại, nhảy bổ vào chửi, không cần biết lớn hay nhỏ. Nhìn vào thấy phản cảm, thấy tởm, thấy một xã hội có những cái con người mất dạy, vô văn hóa và vô cảm. Và thật là buồn khi thấy những cái đứa trẻ đó, đáng lý ra là rường cột của đất nước, phải được rèn luyện và giáo dục đàng hoàng chứ. Nhưng mà không, họ chỉ sống bầy đàn, ăn chơi, nhậu nhẹt, nói tục, nói phét. Đó là thành phần cuồng đảng và khi ra nước ngoài xuất khẩu lao động thì ưa làm những cái chuyện phạm pháp, làm chui, trộm cắp rồi trốn ở lại. Ngay cả người ở trong nội các còn vi phạm luật như bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân qua bên Hàn Quốc dắt theo 9 người và họ trốn ở lại thì làm sao mà làm gương được cho người dân thường. Nhà nước nào thì dân đó cũng đúng thôi. Mình còn nhớ hình như 9 tỉnh thành ở ngoài Bắc không được cấp visa sang Hàn và Nhật nữa. Và con em của đảng phần nhiều cũng nằm ở trong những cái tỉnh này. Thế là nhà nước xứ Đông Lào nghĩ ra sáng kiến mới, vừa kiếm mớ tiền bỏ túi, vừa đánh lừa được cả thế giới. Thế là chiếc hộ chiếu mới được ra đời, để dễ dàng cho dân đi xuất khẩu lao động mang đô la và gửi tiền về cứu nước, nên muốn đánh lận con đen, đưa cả nước lên ngang hàng thành đồ đểu cán giống nhau. Nhưng võ quyết dày thì có móng tay nhọn, nước Đức đã không cho những cái người cầm hộ chiếu mới nhập vào Đức vì không có nơi sinh. Và nước Đức đã nhận ra qua cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và qua cái vụ xây chùa lớn toàn là những cái tay to mặt bự của xứ sở Đông Lào nên đã không có cấp giấy phép cho xây chùa nữa. Và chắc chắn theo sau sẽ là các nước khác ở Âu Châu vì họ biết nhà nước Việt Nam là đường dây buôn người, nhà nước xã hội chủ nghĩa, hãy nhìn lại cái cách giáo dục và văn hóa của nước mình, thay đổi chính sách cai trị, đừng có hại và làm nhục, kéo cả dân tộc Việt Nam xuống nước nữa. Đây là một trong những bình luận của những tên cuồng đảng dư luận viên. Quý vị thử nghe coi thấy làm sao, coi có vô văn hóa không, coi có vô văn hóa không nha. Bởi vậy á, mình chẳng thèm trả lời nhiều vì những cái tên này đầu chứa toàn là dơ bẩn,
Hỏi sao mà thế giới không có khinh dễ mới là lạ. Và thưa quý vị, Facebooker Hùng Đoàn còn nhận định thêm rằng tại sao hộ chiếu mới của Việt Nam không có nơi sinh? Một quan chức giấu tên có tiết lộ. Nói gì? Việc nơi sinh của hộ chiếu để hay không để đã được thảo luận kỹ trong giới chức có thẩm quyền, chứ không phải là một cái sai sót về quy trình đâu. Bởi vì đưa vào như cũ là rất đơn giản, khi nay mà cái việc chuyển dữ liệu lưu nhân thân từng người từ hồ sơ sang qua là tự động bởi computer, tức là bởi máy tính, đó là một cái thao tác rất là đơn giản. Nhưng mà sau khi cân nhắc bàn thảo thì quyết định là bỏ cái nơi sinh đi. Đây không phải là chuyện an ninh gì ghê gớm mà phải giấu, mà rất đơn giản là để tránh cái chuyện khi mà xin visa vào cái nước khác bị từ chối. Ở Việt Nam, có những người có nơi sinh ở các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và một số vùng ở Nam Định á, bị liệt vào cái sổ đen, blacklist của các cái nơi cấp visa. Thường là các sứ quán nước ngoài ở Việt Nam á, khi vào châu Âu thuộc cái khối Schengen là liên minh về visa và ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản đó. Thì những người có xuất xứ là nơi sinh từ các cái tỉnh này khi xin được visa vào các cái nước trên thì có khả năng cao là sẽ trốn ở lại. Có những vùng như cả một huyện ở một tỉnh thì nếu được cấp visa để vào nước người ta thì đạt cái tỷ lệ trốn ở lại lên đến 100%. Bởi sự rủ rê ở trong làng, trong xóm gây hiệu ứng đám đông rất là mạnh. Vụ 39 người chết ngạt khi vào Anh Quốc bằng xe tải đông lạnh năm 2019 thì có đến 32 người là ở cùng một huyện và có 7 người ở trong cùng một làng nhỏ. Những người này phải đi chui lủi đến cả tỷ bạc. Đi chui đi nhủi mà tốn hết cả tỷ bạc. Khi mà chỉ cần một chuyến du lịch Anh Quốc do một công ty du lịch Việt tổ chức đi vào Anh với cái lý do là đi du lịch theo đoàn thì sẽ vào được Anh. Với chỉ có cái giá là 3.000 bảng Anh là cùng, tức là khoảng 80 triệu đồng thay vì 1 tỷ. Nhưng mà họ không thể mua tour du lịch vào Anh được, cho nên họ phải chịu mất đến 40.000 đô, cả tỷ bạc để mà đi chui nhủi trong cái xe ngạt thở mà chết. Đơn giản là nếu họ đưa hộ chiếu cho công ty du lịch để xin visa, thì với xuất xứ nơi sinh đã có ở trong sổ đen á, thì họ sẽ bị từ chối ngay lập tức mà không cần xem bất cứ cái thứ gì khác. Để giúp đỡ công dân của mình dễ dàng tìm đường cứu nước cứu nhà thì cái giới hữu trách đã xóa bỏ nơi sinh nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khẩu được thêm phần mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đưa Việt Nam vào danh sách những cái nước mà có nạn buôn người có tổ chức mà không được ngăn chặn, thậm chí là có dấu hiệu có được sự chi phối của nhà nước. Và chuyện gì xảy ra thì đã rõ rồi. Mẫu hộ chiếu mới đã cấp cho cả 100.000 giờ bị nước ngoài từ chối vì họ đã nhìn ra cái trí khôn của ta đây, của cái anh vịt cộng. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhỏ, phải không thưa quý vị? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mở xe lạnh xác người chồng lên nhau cùng kiểm đếm tìm được 500 thứ. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất ghê rợn, đó là 39 xác chết đã được tìm thấy trong một chiếc xe đông lạnh tại Anh, đó là những người nhập cư lậu. Và lực lượng phản ứng nhanh của Anh đã kinh hoàng khi mở công đông lạnh chứa 39 xác chết này, họ đã bị đông cứng lên. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm với các bạn để các bạn cùng biết. Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Mirror, tức là một tờ báo rất nổi tiếng của Anh, rằng khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp đã bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Các nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 đến 4 giờ trước. Họ cũng phát hiện máu xung quanh một số thi thể và trên sàn container này.
có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa. Họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để kêu cứu. Các nạn nhân mặc ít quần áo, nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân không có hàng hóa gì trong chiếc container này cả. Và đây là hình ảnh của cảnh sát Anh đang khám nghiệm chiếc xe đông lạnh cùng 39 xác chết hôm 24 tháng 10 vừa qua và đã gây ra một làn sóng căm phẫn rất lớn trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước với những kẻ đã buôn người và đã đưa đến cái chết của 39 người này. Và tiết lộ từ cảnh sát điều tra tại Anh cho biết thêm, họ đã tìm thấy tổng cộng hơn 500 đồ vật cùng 39 xác chết nằm trong chiếc thùng xe đông lạnh này. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm thông tin này để các bạn cùng biết. Sĩ quan cảnh sát Anh phụ trách xác định danh tính nạn nhân, chánh thanh tra Martin cho biết rất ít người mang theo giấy tờ tùy thân và ông hy vọng sẽ xác định được người chết thông qua dấu vân tay, hồ sơ nha khoa, DNA cũng như ảnh từ bạn bè và người thân. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 500 mặt hàng trong xe, bao gồm túi sách, quần áo, điện thoại, di động. Và tất cả những điều này cần được đánh giá trong thời gian tới. Cảnh sát cũng tìm thấy hơn những vật dụng này rất quan trọng đối với họ. Và sau khi nhận được dạng hồ sơ đã được thực hiện, các nhân viên liên lạc sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình. Và đây là hình ảnh tránh thanh tra Martin trong cái cuộc gặp vừa qua đối với báo chí cũng như những người có quan tâm về vụ việc nghiêm trọng này. Và ngoài ra, cảnh sát điều tra Anh cũng kêu gọi cộng đồng người Việt cung cấp thông tin để xác định danh tính 39 xác chết này và hứa sẽ không trừng phạt gì kể cả những người đang sống bất hợp pháp tại Anh. Và thông tin mà cảnh sát Anh đưa ra chúng tôi xin chia sẻ để các bạn cùng biết. Đây là thông tin của họ. Sĩ quan điều tra danh tính 39 nạn nhân muốn cộng đồng Việt tin tưởng, ông nói. Ông Martin, sĩ quan điều tra cấp cao, chiều hôm nay 26 tháng 10 đã có buổi họp với báo chí ở Anh để kêu gọi thêm thông tin từ cộng đồng người Việt. Ông cho biết toàn bộ thi thể các nạn nhân được lấy ra khỏi xe tải mang về bệnh viện ở Hospital Bournemouth và để khám nghiệm ở đây. Ông phát biểu, lần này chúng tôi không thể suy đoán về quốc tịch các nạn nhân nữa, nhưng có một điều rõ ràng là đang có rất nhiều thông tin tới từ phía cộng đồng người Việt ở quê cũng như ở Anh. Ông cho biết việc xác nhận danh tính qua cộng đồng người Việt tương đối khó khăn, nhưng ông gặp người hỗ trợ để có thể giúp ông xây dựng được niềm tin với cộng đồng người Việt ở đây. Đây là chia sẻ của ông. Có nhiều người đang xem tin tức, có thể nghĩ tôi đang ở Anh, nhưng tôi không có giấy tờ hợp pháp. Tôi muốn ra giúp đỡ nạn nhân, nhưng tôi lại sợ bị ảnh hưởng bởi bản thân. Tôi không có giấy tờ. Tôi mong các bạn hãy tin tưởng vào chúng tôi. Nếu các bạn ra giúp, chúng tôi sẽ làm mọi cách để che chở các bạn, hướng dẫn các bạn các thủ tục để nhận dạng người thân và của các bạn trong vụ án này, ông đã nói. Và đây là hình ảnh của cảnh sát Anh đang khám nghiệm tử thi ở trong một khu nhà kho gần đó. Và chúng ta tiếp tục phải theo dõi những hình ảnh rất quan trọng này trong thời gian tới. Và theo điều tra cảnh sát, 39 nạn nhân đã bị nhốt trong thùng đông lạnh với nhiệt độ thấp tới âm 25 độ trong ít nhất 10 giờ đồng hồ. Và các bạn tưởng tượng với 10 tiếng đồng hồ mà nhiệt độ như vậy và không khí thì không có, 39 người này chắc chắn sẽ bị ngạt thở trước đó và sau đó sẽ bị đóng đá. Và đấy là cái điều rất tai hại và điều này không thể tiếp tục được diễn ra ở châu Âu. Vì qua cái thông tin này thì cảnh sát Anh và cảnh sát cả châu Âu trong thời gian tới chắc chắn sẽ đi tìm hiểu rất nhiều những hoạt động của người Việt Nam ở tại Đức, tại các nước khác cũng như tại Anh để có thể tìm ra cái đường dây đưa người vào Anh. Và xin chia sẻ các bạn những cái thông tin thêm về việc điều tra của cảnh sát. Đây là hành trình kinh khủng của chiếc xe container chở 39 thi thể tính theo giờ Anh. Và lúc này công tác điều tra của cảnh sát đang tập trung vào hành trình di chuyển của chiếc xe đầu kéo trước khi nó tới cảng Puffest ở gần thị trấn Arcay, Anh khoảng hơn 1 giờ trước, khi có 39 người chết trong xe container được phát hiện và ai là kẻ đứng sau vụ nghi ngờ là buôn người này. Guardian, một tờ báo đã nói ngày 24 tháng 10 dẫn lời quản lý cảng Seabrook ở Bỉ cho biết thùng container hoàn toàn không bị can thiệp trong hành trình đi từ cảng Bỉ đến Anh. Thùng container đông lạnh hoàn toàn bị niêm phong tại khu cảng. Ông Joang Chim, lãnh đạo cảng Seabrook đã nói như vậy. Trong khi đó, thị trưởng Dick Defoe của Booker cho biết các thùng hàng được theo dõi trong suốt quá trình vận chuyển. Khả năng phá niêm phong, đưa 39 người vào trong đó và dán lại niêm phong là không bị phát hiện là vô cùng thấp, ông nói.
Điều này đồng nghĩa với việc 39 nạn nhân đã bị nhốt trong thùng đông lạnh ít nhất 10 giờ đồng hồ. Và nếu mà các bạn thấy cái hành trình này với 10 tiếng đồng hồ bị trong thùng đông lạnh âm 25 độ thì quả thật là không thể sống sót được. Và đây là chiếc hành trình kinh khủng của chiếc xe container chở 39 thi thể trong cái thời gian nó đã đi qua. Và cảnh sát Anh đang tiếp tục tiến hành truy tìm danh tính của 39 thi thể này ở trong container và yêu cầu cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng như tại các nước ở châu Âu và đặc biệt là tại Anh hãy cung cấp thông tin cho họ trong thời gian sớm nhất. Và họ nói tiếp: đây là hình ảnh của Bùi Thị Nhung bên phải và Nguyễn Đình Tú bên trái. Cả hai đến từ Việt Nam. Hiện cả hai đều được nêu tên là nạn nhân bị nghi ngờ có thể nằm trong số 39 người đã chết trong chiếc xe đông lạnh này. Giới chức chú ý đến những đặc điểm như nốt ruồi, hình xăm và thu thập dấu vân tay cùng DNA. Bước đầu tiên để xác định danh tính là tìm kiếm bằng chứng gián tiếp. Theo tiến sĩ Prokrikoko, giảng viên khoa học pháp lý y Đại học Northumbria, đây là những vật phẩm trên hoặc xung quanh cơ thể có thể đưa ra manh mối về danh tính, bao gồm quần áo, đồ đạc và tài liệu, nhưng chúng không đủ để chứng minh họ là ai. Chẳng hạn quần áo có thể được chuyển từ người này sang người khác. Bà nói, những đồ vật này có thể quan trọng nhưng không thể được sử dụng để chứng minh danh tính. Chúng chỉ là những manh mối ban đầu mà thôi. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm về danh tính hai người nữa mà đã được cho rằng là nằm trong cái vụ 39 nạn nhân này trong chiếc xe đông lạnh. Và đây là hai người đến từ Việt Nam. Và sau khi chết ngạt và bị đóng băng, thi thể của những người này thì bắt đầu phân hủy. Nhưng vẫn có cái cách để điều tra, xác định danh tính của những người này. Và bên điều tra viên cho biết thêm. Và đây là một bức ảnh được đưa ra bởi gia đình của anh Nguyễn Đình Lương, cho thấy anh Lương 20 tuổi đang chụp ảnh tự một mình. Và gia đình anh Lương lo ngại rằng anh có thể nằm trong số 39 người được tìm thấy đã chết trong chiếc xe container đông lạnh ở Anh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy. Bước tiếp theo là nhận dạng bằng thị giác, nhưng việc này phụ thuộc vào tình trạng thi thể, có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào điều kiện. Thi thể bắt đầu phân hủy ngay sau khi tim ngừng đập. Các enzyme được giải phóng trong cơ thể gây tan rã các tế bào và mô xung quanh. Việc này có thể thay đổi hình dạng khuôn mặt rất nhiều trong thời gian khá nhanh. Tiến sĩ Popico đã nói như vậy. Nếu vẫn ở giai đoạn đầu thì việc nhận dạng khuôn mặt có thể được thực hiện bằng cách chụp ảnh, gửi cho người thân hoặc bạn bè, mặc dù công đoạn này vẫn không thể chứng minh được danh tính. Các dấu hiệu như sẹo, hình xăm, các đặc điểm khác một cách đáng tin cậy hơn để xác định, bà Popico đã nói như vậy. Giai đoạn tiếp theo là nhận dạng sinh học, bắt đầu với phương pháp đơn giản nhất là dấu vân tay, mặc dù cách này vẫn phụ thuộc vào tình trạng thi thể. Dấu vân tay tồn tại miễn là còn mô mềm, có thể trong vài ngày hoặc thậm chí một tuần. Ưu điểm của dấu vân tay là bạn có thể có thông tin cụ thể và đáng tin, chứ không mang tính chủ quan. Bà đã nói như vậy trong cái cuộc điều tra này. Và nếu để gần lại, các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của thanh niên Việt Nam này đã đang bị nghi ngờ rằng nằm trong số 39 nạn nhân xấu số đó. Và xét nghiệm so sánh DNA là một cách chính xác nhất đối với 39 cái xác chết này. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cái thông tin về điều tra. Đây là hình ảnh của Phạm Thị Trà My, người đã nhắn tin cho mẹ cô khi đang thực hiện hành trình đến Vương quốc Anh. Cô bị nghi ngờ là nạn nhân trong vụ 39 xác chết đông lạnh. Ngoài việc xác định một số người đã chết như thế nào và cách đây bao lâu, khám nghiệm tử thi cũng có thể cung cấp danh tính thông qua dữ liệu về xương và nha khoa. Nếu bạn bị gãy xương, xương của bạn có thể sẽ có một số đặc điểm nhất định vài năm sau đó, bà nói. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi hồ sơ, dữ liệu để so sánh các đặc điểm. Cũng có nhiều tranh luận về độ tin cậy của việc kiểm tra xương và răng. Dù chúng không đủ sức nặng so với phương án khác, chúng vẫn có thể rất hữu ích. DNA có thể thu được từ nhiều mô khác nhau, từ chất lỏng sinh học như máu và nước bọt cho đến thịt, tóc, nội tạng và xương. Nó có thể giúp xác định người thân cách đến 3 đến 4 thế hệ. Công đoạn xác định DNA phụ thuộc vào việc liệu có người thân hoặc thành viên gia đình sẵn sàng được kiểm tra hay không, hoặc DNA của họ có được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu từ trước. DNA là công cụ xác định danh tính mạnh mẽ nhất. Bà Prokigo nói, việc thu thập dữ liệu DNA có thể mất 2 ngày, trong khi lượng thời gian cần thiết để tìm kiếm kết quả khớp trong cơ sở dữ liệu tùy thuộc vào quốc gia nắm giữ cơ sở dữ liệu đó.
Theo kinh nghiệm của tôi thì có thể kiểm tra DNA trong vòng 1 tuần. Bà đã nói như vậy. Và với những cái chết như thế này, và với những cái người mà mang hình thức đã chết đông lạnh, thì có lẽ hình thức DNA là hình thức khá tốt để tìm được cái chính xác con người đó. Và băng đảng buôn người đã lợi dụng nhược điểm của máy dò nhiệt để giấu người trong chiếc xe đông lạnh này như thế nào, và chúng ta cùng theo dõi như sau. Đây là hình ảnh của máy quét scan đối với những cái người mà đi xe nằm trong thùng đông lạnh và sẽ không thể ken được, bởi vì nhiệt độ sẽ không bị thoát ra ngoài. Nhưng nếu họ ngồi trong những container như thế này, là container bình thường, thì có thể vẫn ken được. Và các bạn nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ là những hình dáng những cái người ngồi lẫn trong những cái đống cát tông của chiếc xe đó, và điều đó cũng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Và ngoài ra thì việc tài xế chở container chứa 39 người đến cảng Seebrugger chót lọt làm dấy lên những nghi vấn về an ninh tại các cảng của châu Âu. Phát biểu vào tối ngày 25 tháng 10, một cảnh sát Bỉ cho biết có 4.000 xe tải và container đi qua Seebrugger mỗi ngày mà không được camera ghi nhận, và người di cư thường xuyên được giấu trong các container để trốn qua Anh. Ông thêm rằng các di dân thường được những kẻ buôn người đưa lên xe tải từ Đức và Luxembourg trước khi lên đường tới Anh. Cảng Seebrugger cho biết đã triển khai chó đánh hơi và các thiết bị cảm nhiệt để phát hiện người trong các container. Tuy nhiên, các thiết bị này không có tác dụng đối với những container đông lạnh, ông nói. Vâng, với những cái nhược điểm này thì những cái kẻ buôn người đã lợi dụng và dùng những chiếc xe đông lạnh để chở người, và điều đó có thể lọt qua những hệ thống ken ảnh cảm ứng nhiệt, nhưng rất nguy hiểm cho người đi theo cái kiểu này. Và được biết gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được chính phủ Anh mời sang để ký kết văn bản hợp tác chống buôn người. Và điều đấy chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Nội vụ Anh David và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Tô Lâm, lúc đó ông là Thượng tướng, tại buổi lễ ký kết hôm thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại London. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người ở London, bài báo đã viết. Trang web chính phủ Anh đưa tin hôm 21 tháng 11, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về buôn người nhằm tạo điều kiện để cộng tác sâu hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ nạn nhân và công tác phòng chống nạn buôn người. Bản tin mô tả đây là quan hệ đối tác mới nhằm giải quyết các nạn nô lệ hiện đại. Chỉ tính riêng vào năm 2017, nhà chức trách Anh đã xác định có 738 nạn nhân được cho là nô lệ hiện đại đến từ Việt Nam. Phát biểu sau khi ký kết với thỏa thuận với Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh David được dẫn lời nói, nạn nô lệ hiện đại là một tội ác ghê gớm, hủy hoại cuộc đời của các nạn nhân. Chính phủ Anh cam kết làm mọi thứ để có thể bảo vệ người dân trước thực trạng bóc lột ở Anh và ở nước ngoài. Hợp tác với các quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, nơi nhiều nạn nhân bị buôn bán, là hết sức quan trọng trong việc ngăn chặn nạn nô lệ hiện đại đang diễn ra và có thể quyết tâm truy bắt thủ phạm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh David đã nói như vậy. Sự hợp tác chặt chẽ này sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống nạn nô lệ hiện đại. Được biết, chính phủ Anh đã cam kết cấp vốn tổng cộng 200 triệu bảng để giải quyết nạn nô lệ hiện đại trên toàn cầu. Thì có nghĩa là với cái việc hợp tác này với Anh thì Việt Nam cũng sẽ nhận được tiền, và chính phủ Việt Nam sẽ nhận được số tiền để có thể tái định cư hoặc đưa một số cái người này về Việt Nam. Thì đây là cái điều mà các nước dân chủ và tự do vẫn thường làm. Nhưng ngay sau đó thì ngày càng nhiều những người Việt Nam đã rời bỏ đất nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội ở đây. Họ ra đi tìm một cuộc sống tốt hơn tại các nước dân chủ tự do phương Tây, trong đó có Đức, Pháp và đặc biệt là Anh. Điều này cho thấy con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố theo đuổi sẽ chỉ đem lại kết quả ngày càng tồi tệ cho trên 90 triệu người dân Việt Nam mà thôi, và họ sẽ bỏ đi cho đến người cuối cùng. Rất cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm đăng ký để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Tập vào gáy đi ông, tập đầu được làm gì? Tập vào đầu chết thì làm được. Tập vào gáy kia. Túm xích, anh nghe túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Tập sống quá. Tập vào gáy đi ông, tập vào đầu. Tập vào đầu chết. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi đấy, nhạt đòn chí mạng đấy, nhạt nữa, ui trời đấy bác. Lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Để cạnh đập vào cung họng. Đấy được rồi. Rò vào đúng vào. Dao cụt sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong lấy chảy ra. Đấy là cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Dao đánh cái cành rồi. Nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, hứng nữa thì nó ra ngoài, có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách thì nó ra đấy. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nothing.